Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại Quy Nhơn và là ngày cuối cùng mà Thắng ở lại Quy Nhơn. Thì Thắng trước hết xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô bác, anh chị đã theo dõi đồng hành cùng với cả Tất Thắng trong 5 ngày qua tại Quy Nhơn, Bình Định. Và hôm nay nữa thì Thắng được mời tham dự một cái buổi họp báo của một cái giải tebol của thế giới tổ chức tại Quy Nhơn. Thì được các anh chị bên phía chính quyền địa phương cũng như là bên sở truyền thông và sở du lịch của tỉnh Bình Định đã có mời anh em Tất Thắng ghé qua tham dự cái buổi họp báo buổi sáng ngày hôm nay. Nói về cái giải tebol này thì Thắng cũng chưa biết nhiều lắm. Đấy, có nghĩa là khi mà Thắng được nghe thấy thì nó cũng rất là mới. Có lẽ là cái giải này nó cũng là một cái giải mà tổ chức đầu tiên tại Việt Nam cũng như là tại Quy Nhơn này. Nhưng mà Thắng qua đây Thắng cũng rất là mong muốn rằng là khi quý cô bác anh chị theo dõi video của Tất Thắng cũng một lần thử trải nghiệm đến với cả Quy Nhơn và đến với cả giải tebol của thế giới xem như thế nào. Hôm nay thì Thắng được mời đến một cái khách sạn để dự cái buổi họp báo này, thì chắc chắn là có rất nhiều những quý quan khách và cũng như là những cái thông tin báo đài của rất nhiều những cái đơn vị người ta làm truyền thông. Anh em Thắng cũng chỉ là một phần nhỏ trong mạng xã hội thôi, nhưng mà được cái sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là bên các sở ngành họ yêu quý, rồi là mời anh em Tất Thắng chia sẻ một chút. Và Thắng cũng đến đây để dự cái buổi ngày hôm nay. Thắng rất là vinh dự cho anh em Tất Thắng cũng như bạn Tú đầu kéo Vlog, rồi là anh già làng Tây Nguyên Xuân Hữu và sự taxi dù. Chắc là anh em là cái bộ môn này cũng rất là mới mẻ đúng không? Đúng rồi, đây là lần đầu tiên mình mới được biết đến bộ môn này. Nhưng mà cũng là rất là vinh dự vì đây là một cái giải lớn của thế giới, quy tập rất là nhiều vận động viên trên toàn thế giới đến để mà tham dự ở đây. Thì anh em mình phải nói là may mắn và vinh dự khi mà có mặt ở Quy Nhơn vào đúng cái thời điểm mà diễn ra cái sự kiện này. Mà cũng phải nói rằng là bên phía sở truyền thông ấy và sở du lịch ấy, họ cũng quan tâm đến những cái anh em, những cái người làm truyền thông số như anh em Tất Thắng như thế này, và họ cũng có theo dõi và đã mời anh em Tất Thắng quảng bá về rất nhiều những cái hình ảnh tại Quy Nhơn cũng như tỉnh Bình Định và những cái món ăn ẩm thực. Mấy ngày vừa qua các bác xem video của Tất Thắng, rất nhiều những cái cảnh đẹp của địa phương và rất nhiều những cái món ăn đặc sản của địa phương. Nhưng hôm nay Thắng vẫn còn tiếp tục sẽ chia sẻ tiếp những cái món ăn của địa phương nữa cho quý cô bác trong cái video cuối cùng này, trong cái đoạn cuối mà Thắng đến gặp em Trung, một trong những người bạn thân của bạn Tú, đã quý mến anh em Tất Thắng rất nhiều. Và hôm nay thì bạn ấy sẽ xếp ắt cho anh em Tất Thắng sau cái buổi họp báo này một cái bữa cơm nó rất là đồng quê theo kiểu của Bình Định. Trong tất nhiên là trong cái buổi họp báo này thì phía tỉnh cũng đã mời anh em Tất Thắng ở lại dùng cơm cùng với cả tất cả các phóng viên rồi là các vận động viên, nhưng mà anh em Tất Thắng xin phép về phía tỉnh để không dự cái phần B, phần ăn cơm cùng với cả các phóng viên báo đài được, và tiếp tục sẽ di chuyển theo một cái lộ trình để anh em Thắng di chuyển về Huế cho nó kịp thời gian. Thắng cảm ơn phía sở thông tin truyền thông cũng như là bên sở du lịch rất nhiều đã hỗ trợ anh em Tất Thắng, đoàn của anh em Tất Thắng, đặc biệt là về các tuyến đi, các hướng đi đấy, để anh em Tất Thắng biết được về Quy Nhơn, biết được về Bình Định, đúng không anh Gia Làng? Anh Gia Làng thì chắc chắn là vào thì sẽ là một cái nhân vật là rất nổi trong cái buổi họp báo ngày hôm nay rồi. Tại vì là theo Thắng nghĩ rằng là cái ảnh đại diện Apata của anh Gia Làng thì sẽ rất là đặc biệt trong buổi họp báo. Bây giờ thì ngay bên cạnh Thắng đây là cái sân mà họ sẽ thi đấu. Tất nhiên là chắc chắn là cái giải này là giải vô địch của thế giới, nên là tỉnh Bình Định chắc là theo Thắng nghĩ là cũng về muốn quảng bá những cái hình ảnh về tebol, rồi là quảng bá về quê hương đất nước của mình, nên là sẽ không thu vé đúng không? Đúng rồi, mình có nghe thông tin rằng là cái chương trình này là mở cửa miễn phí, toàn dân ai cũng có thể vào được. Ok, bây giờ thì mời các bác cùng với cả anh em Tất Thắng đi dự một cái buổi họp báo mà có rất nhiều những cái nơi mà gọi là rất nhiều những cái báo đài lớn người ta tham dự trong cái chương trình này, và đặc biệt là có 52
quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia cái chương trình này. Rồi, mời các bác. Đây à, đủ khách sạn này đúng không? Bây giờ là anh em Thắng sẽ vào đây nhé, trong này, cái tòa cao cao trên này. Đó, họ báo trong này. Đây là Thắng có mấy anh em là có giấy mời thì vào trong này. Cho mình hỏi chút, họp báo ở tầng mấy nhỉ? Tầng 1 luôn. Bên mình á, bên mình là các kênh YouTube. Mời các anh đi lên trên. Vâng, ok. Đấy, bây giờ anh em Thắng bên phía sở họ xuống họ làm việc để cho qua cửa an ninh. Đấy. Please welcome our special guest here, Mr. Laszlo Vajda, Secretary General of HITEC. Xin kính mời ngài Laszlo, là tổng thư ký của Liên đoàn HITEC. Mr. Bu Hung Hyu, Deputy Director of the Department of Culture and Sports of Binh Dinh Province. Xin mời ông Bu Hung Hyu, là tổng thư ký của Liên đoàn HITEC. Ms. Nguyen Dong Han, Leader of PR Department of Saigon Sports. Chị Nguyễn Ngọc Lâu là giám đốc đối ngoại của Saigon Sports. Do Tan Binh, Vietnamese tackle player. Đỗ Hoàng Vinh là tuyển thủ tackle. And Leo Yebeyer from France, World and European Championships fifth tackle player. But right before we start, let's just recap our last year with the jaw-dropping video. Và trước khi bắt đầu, xin mời tất cả quý vị quan khách hướng mắt lên màn hình để xem một video recap. Thank you.
thật sự rất là vinh dự cho chúng tôi khi tại lãnh đạo của tỉnh Bình Định, chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Kha là giám đốc Sở Thông tin Truyền thông có mặt tham dự ngày hôm nay ạ. Xin mời. Và về phía của công ty Channel Sports, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu bà Phạm Thị Kim Ân là giám đốc công ty. Và các bạn có lẽ là cảm thấy có nổi da gà khi mà xem cái video vừa rồi không ạ? Như chúng ta đã biết thì Quy Nhơn là một trong những thành phố biển đẹp nhất tại Việt Nam và đã được lựa chọn là một trong những địa điểm để tổ chức giải chung kết vô địch thế giới về Checkpoint vào năm 2024. Và tại giải đấu năm nay thì chúng ta chào đón hơn 103 tuyển thủ đến từ hơn 50 quốc gia và năm và những vùng lãnh thổ trên thế giới khắp nơi tề tụ về Quy Nhơn với những cái hình thức thi đấu như là đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ. The matches, the finals on Sunday can be followed on Vietnam TV and of course on Tech TV, Vitex YouTube channel. Và giải đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của Vitex. Giải đấu tại Tây Ban Nha đã được tổ chức vào 2 tuần trước và đã thu hút rất là nhiều sự quan tâm của khán giả. Và bây giờ tôi xin phép được mời ngài Laszlo có thể phát biểu ạ. Thank you very much. Good morning everyone. Representatives of the teams, representatives of the media and our partners, leaders from Quy Nhơn City and Bình Định Province. Và xin chào tất cả mọi người, tôi là Laszlo và ngày hôm nay tôi rất là vinh dự khi được có mặt ở đây đại diện cho liên đoàn Vitex tại thành phố Quy Nhơn xinh đẹp. Before I start, I would like to extend a special welcome to my dear friend and fellow Vitex Executive Board member, Mr. Rui Lê Thao, who is with us as well. Và tôi xin giới thiệu ngài Rui Lê Thao có thể đứng lên để mà mọi người có thể thấy ngài được không ạ? Can you stand up for everyone to welcome you? Ngài Rui là một người đại diện của chúng tôi, đại diện cho hàng trăm tuyển thủ trên thế giới và hiện tại ở độ tuổi này thì ngài vẫn còn đang rất là sung khi mà chơi cái môn này. Và đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức cái giải này và tôi rất là vui khi mà có thể chọn thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định để cho tất cả mọi người dân ở đây có thể chiêm ngưỡng những cái kỹ năng của những tuyển thủ Checkpoint. Và chúng tôi không thể nào kể được cái niềm vui của mình khi mà Quy Nhơn là địa điểm đầu tiên tại châu Á mà chúng tôi lựa chọn để tổ chức giải này ạ. The World Series events for Checkpoint are the absolute highlight of our sport, only second on its level after our annual World Championships. Và giải Checkpoint này lần thứ hai được tổ chức đánh giá, đánh dấu một cái cột mốc trong cái sự phát triển của liên đoàn chúng tôi. Và đặc biệt là tại giải đấu năm nay, chúng tôi có hơn 52 quốc gia đang đại diện thi đấu và đây cũng là một cột mốc đối với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc cho những tuyển thủ của chúng ta sẽ có một mùa thi đấu thật thành công ạ. Thank you very much. It's always a tradition to bestow some small tokens of appreciation to our local partners and friends. So if you allow me, I just present two customized Checkpoint t-shirts for the leadership here. Thank you. Tôi xin giới thiệu hai người thầy đã dạy Checkpoint cho mọi người nha. Để mà thể hiện cái lòng biết ơn của tôi ạ. Xin
Lời đầu tiên là xin chào tất cả quý báo cùng tất cả các vận động viên và tham dự giải Tết Quân Thế Giới năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xin chúc cho tất cả chúng ta gặp nhiều sức khỏe và chúc cho cái giải Thế Giới lần này diễn ra tại thành phố Quy Nhơn thành công tốt đẹp. Ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee and the leaders of our province, I want to express my sincere gratitude and the best wishes for our athletes and participants. And I wish that you will have a marvelous and a once-in-a-lifetime experience in our beautiful city. Như chúng ta cũng đã biết, môn thể thao kickball ra đời cách đây 10 năm, năm 2014. Và môn thể thao này đã có cái sức hút rất là mạnh. Thì sau khi môn thể thao kickball ra đời có đến bây giờ thì cũng đã có 156 liên đoàn thể thao thành viên quốc gia và có là 4.000 câu lạc bộ tham gia tập luyện và thi đấu. Và hiện giờ thì liên đoàn thế giới cũng đã đào tạo được 800 trọng tài ở cấp thế giới. Và như chúng ta biết ấy, thì môn kickball phải nói là hoàn toàn là xa lạ đối với người Bình Định nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Tuy nhiên về kỹ thuật chơi môn kickball thì qua quan sát của chúng tôi cũng rất là đơn giản, nó cũng giống như một cái môn đá cầu mây hay là cái môn bóng lưới của chúng ta thường chơi ở Bình Định. So as you may know, that kickball is still an unfamiliar name for Bình Định's people in specific and Vietnam in general. However, as far as I know, the techniques for playing kickball is quite similar to some of our traditional sports that share the similarities with volleyball. Thank you for listening. Chỉ mới thành lập được 10 năm thôi nhưng chúng tôi đã nhấn mạnh đấy, nhưng mà kickball đang thu hút được sự chú ý rất là lớn của cộng đồng người đam mê thể thao. Và ngay bây giờ tôi xin mời bà Nguyễn Ngọc Hưng là đại diện của Sài Gòn Sport có thể phát biểu ạ. Kính thưa đại diện kickball và các quý lãnh đạo cơ quan ban ngành và quý báo đài tham gia vào buổi họp báo ngày hôm nay ạ. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Hưng, giám đốc đối ngoại của công ty thể dục thể thao Sài Gòn. Lần đầu tiên chúng tôi gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty chúng tôi và Liên đoàn Viettech được tổ chức giải thi đấu kickball thế giới năm 2024. Ladies and gentlemen, our distinguished guests, please allow me to show my sincere gratitude towards the leaders of province, our partners, especially Viettech, for giving us the opportunity to become the official organizer of the World Championship for Kickball in 2024. Kickball là môn thể thao mới có sức hấp dẫn trong toàn thế giới hơn 10 năm qua. Lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam ở bãi biển Quy Nhơn, Bình Định vào ngày 6, 7, 8 và 9 tháng 6. Hứa hẹn sẽ là một giải đấu ấn tượng, đặc sắc trên bãi biển Quy Nhơn tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã trao tặng cho tỉnh Bình Định. So this World Series will be hosted in 4 days in June of 2024, and I feel very excited for this to be organized in the beautiful coastal city of Quy Nhơn. Cùng với đó, giải đấu kickball thế giới sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giao lưu văn hóa giữa các nước, đón đầu cho xu thế du lịch thể thao đang là trào lưu của thế giới hiện nay. Xin trân trọng cảm ơn. And this kickball World Series will become the pioneering strategy for our province as well as our country to promote the trade promotion as well as cultural exchange among our international friends in the next few years. Thank you. Như chúng ta đã biết thì môn kickball vẫn còn rất là non trẻ vì nó chỉ mới trong cái giai đoạn hình thành và phát triển tại Việt Nam thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một tuyển thủ rất là nổi bật, đó là bạn Đỗ Thành Vinh. Vậy thì Đỗ Thành Vinh có thể chia sẻ cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây lý do tại sao bạn lại chọn môn kickball và những cái điều thú vị bạn
cảm nhận được khi mà tham gia môn này không ạ? Xin chào mọi người, mình tên là Lỗi Hồng Linh, mình đến từ Việt Nam. Hôm nay mình rất vinh dự khi gặp mọi người lại đây. Và mình biết Daemon từ anh trẻ của mình là Nhoi Thanasin, mình đang học y. Xin chào mọi người, cảm ơn. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to be here, and even though I'm just a student, and firstly I know Tekmol after watching a YouTube video from a Norwegian player, and it's very interesting and excited, and I see that it's an unfamiliar sport to Vietnamese, but it's captured my attention at first, and you know, I feel very excited and enthusiastic when I play this with my group in class, and I think that hopefully in the future I can be the representative of the Vietnamese athletes and players to advertise and to promote this wonderful sport to our wonderful country of Vietnam. Thank you. Và xin chào tất cả mọi người. Ở đây tôi là Lionel Tiger và tôi đã chơi môn này từ những ngày đầu đã thành lập rồi. Thì tôi nghĩ cái chìa khóa của việc chúng ta có thể thi đấu môn này thật là tốt đó chính là đam mê của chúng ta đầu tiên đối với thể thao, cũng như là có thể hiểu được những cái kỹ thuật để chơi môn này. Và một tí nữa thôi thì chúng tôi sẽ thị phạm cho các bạn thấy ở ngay đằng sau. Đây là cái cơ hội để chúng tôi phỏng vấn những vị đại biểu ngồi ở đây, những vị khách quốc tế mà đã mang Tekmol đến với Việt Nam. Thì xin mời mọi người có thể giơ tay lên nếu mà chúng ta có những câu hỏi nha. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Long Thiên, là phóng viên báo Tuổi Trẻ. Tôi có hai câu hỏi dành cho ban tổ chức. Thứ nhất đó là Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn thì có những yếu tố nào để mà Liên đoàn Tekmol thế giới chọn làm nơi để tổ chức giải vô địch tại đây năm 2024? Và câu hỏi thứ hai đó là Việt Nam có những tiềm năng gì để phát triển cái môn Tekmol này, và liệu mình có duy trì được dài lâu hay không? Thank you very much for the questions. Why Vietnam? As I mentioned in my opening remarks, the region is strategic for us. Within the region, Vietnam showed keen interest to our sport, and we found a wonderful partnership, not just in the province and in the city, but also in Saigon sport locally. So it seemed that the strategic objectives for us developing sport and the local objectives to promote Vietnam and the region and Quy Nhơn through sport met. So this partnership was the guarantee that we would look forward to a successful event here in the city. So this was my first, the answer to your first question. Và như tôi đã đề cập đến ở cái phần phát biểu khai mạc của tôi, thì lý do mà tôi chọn Việt Nam, cụ thể là Quy Nhơn và Bình Định, không chỉ bởi vì đây là một trong những cái đất nước mà chúng tôi thấy có cái giá trị về mặt chiến lược rất là lớn ở tại châu Á nói chung và ở tại Đông Nam Á nói riêng cho những Thế vận hội thể thao sắp tới. Ngoài ra thì chúng tôi cảm nhận được những cái sự ủng hộ cũng như là hỗ trợ của lãnh đạo về phía tỉnh Bình Định cũng như là lãnh đạo của Việt Nam. Và tôi không thể không nhắc đến một cái người đối tác rất là tiềm năng và mang tính chiến lược về dài hạn của chúng tôi, đó là Saigon Sports đã tạo điều kiện cho chúng tôi để có thể quảng bá môn thể thao này. Đó là câu trả lời đầu tiên của tôi ạ. Và tôi có thể khẳng định với mọi người đây một lần nữa là chiến lược phát triển môn Tekmol của chúng tôi là dài hạn, bởi vì chúng tôi không chỉ hướng đến những người địa phương, chúng tôi còn hướng đến một quốc gia và một vùng lãnh thổ, đặc biệt là SEA Games năm 2025 tổ chức tại Malaysia và Olympics năm 2028. Chúng tôi có những cái ký kết với những người đối tác như là Saigon Sports để mà không chỉ triển khai những việc huấn luyện cho những người thi đấu chuyên nghiệp mà còn huấn luyện trọng tài và những cái công tác tổ chức khác liên quan đến những cái giải đấu, và có thể là có những cái người trainer để mà hỗ trợ cho những bạn đang chơi nghiệp dư hoặc là có niềm đam mê với Tekmol. Và tôi chắc chắn là trong tương lai dài hạn thì
thì với cái định hướng phát triển chiến lược cũng như là sự hỗ trợ của chính quyền thì chúng tôi có thể phát triển môn Chapel này với một tầm cao mới. Và như bạn có đề cập đến Ronaldinho thì chắc là bạn cũng đã thấy là Ronaldinho đã đi cùng chúng tôi ở những cái giải vừa qua và đi một cái tour vòng quanh thế giới luôn. Và đặc biệt là chúng tôi đang có những cái danh thủ cũng khá là nổi tiếng, đa số là từ môn bóng đá và họ chuyển khoái. Tuy nhiên là trong thâm tâm của tôi rất là mong muốn một thể thao này có thể phát triển một cách bền vững. Bởi vì khi mà phát triển bền vững mà không có dựa vào một cái tên tuổi nổi tiếng nào đó có sẵn thì sẽ gia tăng cái số lượng vận động viên lên, và chính bản thân những người vận động viên này sẽ là những người truyền cảm hứng, và đặc biệt hơn nữa là có thể thu hút thêm một lượng fan và họ có thể tự xây dựng danh tiếng của họ dựa trên môn Chapel, thì đó mới chính là chiến lược bền vững mà chúng tôi theo đuổi. Xin mời tất cả mọi người ở bên đại biểu có thể lên để mà nhận những đóa hoa tươi thắm và chụp cùng với nhau một tấm hình được không ạ? Thank you.
sau buổi họp báo thì anh em Thắng gặp lại bạn Trung. Xin chào hai bố con. Chào cô. Chào giám đốc nha. Chào con trợ lý giám đốc à. Bạn Trung thì nhà cũng gần ở khu vực này. Anh em Thắng vào thì bạn Trung có mời anh em Tất Thắng đến một cái khu vực mà có rất nhiều những món ăn ngon và đặc sản của Bình Định. Đấy, bây giờ mình vào trong nhỉ. Nhà hàng này cũng rất là rộng đây. Khu vực ngoài này là hải sản này. Ây chà, bảy hải sản luôn. Cua ghẹ. Đây cũng gần gũi với cả thiên nhiên đấy nhỉ. Đẹp quá. Cũng mát đấy chứ, tròi này mát đấy chứ. Có bánh hỏi này, đặc trưng này. Đây là bánh hỏi à? Thắng là bữa giờ là chưa quay cho bác xem mà ăn miếng bánh hỏi là bao giờ đấy. Bánh hỏi này với heo quay, không phải ăn với lòng lợn cho nên là bạn Thắng cũng đỡ sợ. Very good. Very good. Vào đi anh em, vào ngồi đi. Anh già làng đâu? Chưa có ớt cho anh già làng à? Yeah, rồi. Cá này là cá đấy à? Cá gì đấy Trung? Hả? Như là cái này là đặc biệt. Tùng, cá gì đây Tùng? Giới thiệu cái mâm này anh xem nào. Cái này là lẩu cung đình anh. Lẩu cung đình nhỉ? Nó có cái mố tôm hùm với mực hải sản anh. Dạ, còn cái là trình. Trình cá trình à? Cá trình à? Trình suối, trình suối. Trình suối à? Nó mẻ. Còn đây là cá bóp chiên anh. Cá bóp à? Dạ. Trong này. Còn đây cá lóc. Cái lóc, cái lóc cá tổ anh. Cá tổ. Dạ. Đây là mắm ruột của Bình Định. Mắm ruột. Mắm ruột. Đây là cũng là đặc biệt của Bình Định đây. Bánh hỏi, đừng có hỏi đây. À, lấy cho anh ché lên nữa nhá. Ché nữa. Ché. Rất nhiều những cái đặc sản. Địa chỉ An Nhiên Mộc. Đấy, đại tiệc liên hoan. Đấy. Chia tay Bình Định. Hẻm 140, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định. Đấy. Bây giờ, món này món gì? Cầm số, cái riêng biết rồi. Là làm cái gì? Gym á? Cả bánh mì nữa à? Sốt à? Đây là, nhưng mà đây là bánh mì à? Cái gì đây? Đây là bông tuyết anh. Bông tuyết à? Lạ nhờ. Đây là rau rừng. Rau rừng. Sắm mắm cua anh. Cái mắm cua nữa. Đây là nhiều thế này, kín bàn nhờ. Đây là có cái gì? Trứng chiên với hàu đúng không? À đây, nhớ tới Huế đấy. Trứng chiên hàu à? Cơm nhìn ngon đấy. Mình chuẩn bị được gần về với vợ rồi, cho nên là hầu nhất đợt này là cứ sẵn sàng, không lo. Anh em mình dùng tí bia nè. Bia cho mát gan. Canh gì đây em? Dạ, hít bia đi em ơi. Cua ăn. Ồ, canh cua à? Dạ. Canh cua nấu bầu à? Dạ. Ngon đấy, mát đấy. Nhưng mà nhiều hành quá. Quên. À, Trung quên à? Quên. Không sao. Dạo này Thắng cũng ăn được hành nhiều rồi. Đang khoảng 0 cộng rồi, chuyển sang 5 cộng được rồi. Tốt rồi. Chỉ có anh Sự rồi là vẫn tuyệt đối không hành. Người ta bảo ăn được hành là tóc nó mọc ra đấy. Anh cố gắng mà ăn hành mà anh Sự. Ăn hành mà tóc mọc là anh cố ăn. Đây là mắm à? Mắm ruột. Mắm ruột à? Ruột. Nó làm từ cái gì ra? Ruột là làm từ ruột cá ngừ đấy. Ruột cá ngừ à? Dạ. À, ruột cá ngừ. Ruột cá ngừ mà là người ta phơi nắng tầm một tháng. Đây á, cái này á? Dạ. Cái này phơi nắng tầm một tháng nè. Trong rồi mới nấu. Thế à? Dạ. Ở cái này là mắm cua, cua đồng. Mắm cua đồng. Tuyệt vời quá. Dạ. Toàn các món ngon này. Bảo Trung là đặc sản của Bình Định rất nhiều nhá, rất nhiều những món ăn ngon. Bảo Trung là bảo là làm món dân dã thôn quê thôi mà lại vẫn có mang từ biển khơi về rồi. Cái gì, cái món này nó còn có cái tên gì cơ mà, lẩu gì, cung đình cơ mà, bảo dân dã mà cung đình này. Dân dã chơi bời thế này. Chơi cung đình vào đây. Cái lóng mình chơi dùng à? Mình ra bên ngoài mình làm dùng xe nước mình dùng. Xe nó xe nó. Cái đó đây. Được đấy, hấp dẫn đấy. Giờ em lên bia nha các anh. Ok.
Bia, bia. Mai đi lái xe, mai anh uống nước nào? Uống buổi trưa đấy anh được mà. Trưa được mà, nó thái hết. Trưa thôi, uống vài chai thôi. Trưa, mai mới đi mà. Uống vài chai thôi, chai vui. Còn chiều mà. Uống tí cho bạn chung bạn vui. Một chai. Ừ, một chai. Cũng... Cái món này nhìn hấp dẫn nhỉ? Món này được. Món này là lẩu cung đình anh. Cá gì nhỉ? Cá mú. Cá mú. Tôm hùm. Rồi là tôm sú, mực. Mực. Hàu. Hàu với lại cua gà, ghẹ. Tôi ngồi giao lưu trai ngồi đây. Ngồi chơi cho em, ngồi chơi cho lưu cho em. Ông chủ quán trẻ nhỉ? Mấy ông chủ quán ở Quy Nhơn Bình Định này là toàn các cao nhân rồi đấy. Trẻ măng nha, ông năm thêm cũng trẻ nhá. Ông Minh Bò Tơ, Minh Bò Tơ cũng trẻ nhá. Ông Tùng này cũng trẻ nhá. Toàn các doanh nhân trẻ thôi. Tùng này cũng có làm thêm vận tải đấy. Sinh năm bao nhiêu em? Sinh năm bao nhiêu? 93. Đấy, toàn mấy ông đầu 9 thôi. Nhà hàng to vật vã. Dạ. Làm về môn gì? Làm chung với em á. À. Bữa nay là cũng đầu tư cùng xe ben với chung à? Dạ. Thôi. Trước giờ hay là mới? Lâu chứ. Mới là xe ben à? Dạ. Xe ben là nhanh dầu lắm đấy. Chóng bên lần là đổ nhanh dầu ấy là nó có nhiều dầu ấy đổ dầu. Bên là ban em dầu báo là. Tao ra bia bọt vào cho. Dạ. Mời các anh. Dạ. Nhanh nhanh hữu em ơi. À, mời các anh em nha, cảm ơn chung nha. Mời các bác. À, bữa cơm đặc sản. Sau đại tiệc chia tay bạn hàng về hôm nay vẫn còn nâng nâng, hôm qua khấu với lèng cũng nhiều. Vợ mình thì hôm nay là giờ này đã chỉ bay vừa xuống sân bay rồi, vừa điện kiểm tra rồi. Mình nghĩ là bạn Thắng anh em thử món bánh hỏi đi. Bánh hỏi đặc trưng ở Bình Định. Ôi sư. Mấy anh em, đấy. Mời các bác đi. Gọt ruột đi. Mời anh em nhé, đây bánh hỏi này. Mắm ớt đấy anh. Ớt tỏi ấy. Mắm rồi. Nhưng mà ăn phải kèm với cái này đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó bảo lòng lợn mà. Lòng lợn bánh hỏi mà đây là... Đây là heo quay nè. Heo quay à? Vâng, heo quay. Mời các bác. Cơm ăn à? Cơm ăn. Ăn bánh hỏi anh. Ngon mà. Hành đâu, không phải hành đâu mà. Hẹ, đây là hẹ. Đây là hẹ. Chứ không phải là hành đâu. Anh làm miếng thử xem. Hẹ nó cũng là liên quan với hành. Nhưng mà vị nó khác nhau. Hẹ nó thơm, có hành nó hành. Ừ. Đúng rồi, chuẩn. Em gái cái được đấy. 10 điểm. Anh nghe nó phải chứ. Ngon đấy, món này ngon đấy. Bây giờ là ngon làm miếng lên. Thì ngon à? Không à. Thôi mời cả nhà. Chấm lên nước mắm này. Làm thế thì ngon. Cho cò ăn. Ta chéo bên già một viên đó nha. Bên già một viên thử món này. Chỉ cho ai viên là quán tự làm, nhân viên là tự cuốn. Thế à? Ừ. Món nào món nào? Đây anh. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Nhân viên tự cuốn nhá. Em cuốn à? Dạ đúng rồi. Rồi. Anh thử ra. Chấm cái này. À, chấm nước tương ớt mà con này à? Dạ. Anh. Dạ. Ừ, ngon đấy. Cái gì vậy? Dạ này. Dạ. Nước, sốt này này. Ừ, trắng quá. Phải đổ bê tông rồi ăn uống gì. Em, đây cho con trước này. Làm gì nó chắc chút. Dạ. Rồi ra luôn anh cho vui. Dạ 29 tháng đường. Dạ rồi, rồi em bảo rồi. Dạ. Dạ bảo rồi, bảo. Buổi trưa nay là anh ra làng không ăn ớt nhỉ? Để cho buổi tối nay có một trận đại chiến. Ô, ê. Là yeah. Có một nhìn thấy đĩa đằng sau một em gái là thách đấu với anh già làng. Dạ. Yeah. Đấy nên là buổi trưa nay anh ấy phải nghỉ chút, tại vì tối hôm qua vừa cũng ăn với cả năm thêm rồi. Tối nay lại tiếp tục nên là anh già làng là phải để bụng lại để tối nay còn tiếp tục màn ăn ớt. Nếu các bạn nào theo dõi muốn xem cái đại chiến đó thì qua kênh già làng Tây Nguyên. Ăn tổng đúng không anh? Cái gì đó? Chế. Mang cái cây chè đây hộ anh rồi. Ông tổ đâu luôn, anh tổ luôn. Không, cứ cầm mấy cây, một cây còn nguyên. Cầm cây luôn, cầm cây lên đây các bạn. Giới thiệu các bác cái đầy đủ cái cây ché nó còn nguyên. Cầm mấy cây bán dĩa là cầm hai cây còn nguyên ra. Đây là toàn đặc sản của Bình Định hết chứ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Được á, tuyệt vời.
Đến đây Thắng mới biết nhiều những cái món ẩm thực mà nói là không phải riêng của tỉnh Bình Định mà Việt Nam mình rất là phong phú, rất nhiều những món ăn ngon biến tấu nó phù hợp mà do chính là bàn tay của các đầu bếp biến tấu ra. Đấy. Cũng là lẩu thôi, cũng là ấy thôi, nhưng mà trứng rán này là tôi phải bụt luôn miếng này luôn. Tại vì tôi chưa ăn trứng rán với hàu bao giờ. Tôi tưởng hôm anh em mình Huế ăn rồi nhỉ? Chưa. À thế à? Trứng rán hàu. Cái này chắc là siêu bổ rồi. Anh Sự thì có hành không dám nhấp rồi. Còn Thắng dạo này tập tành ăn được hành tí. Béo ngậy luôn. Con. Làm quả cà vào cho nó kích thích. Anh Sự ăn cơm với xoài được à? Xoài nhỉ? Đây này ăn rau rừng này chấm như mắm cua này. Mắm cua à, anh em dô tí đi. Dạ. Từ nãy giờ vào quán nó buồn bã quá. À, anh em ơi. Hì đã. Dô. Hì đã. Dô. Hì đã. Dô. Anh giờ làm nước lọc à? Đó trên mặt đó. Ngày tối nay anh uống nước lọc luôn đi. Để ngày mai lái xe đi. Hôm nay em là người đại diện nên uống hết bia cho. Nhưng mà anh già làng ăn nhiều ớt vào sợ thở ra nồng độ cồn không? Không. Máy cháy luôn. Hơi nóng mà ớt cháy máy luôn. Sáng mai ngày mai chuẩn bị đi ăn cho em ký ớt vào đấy. Máy công an thổi nồng độ cồn một quát. Bèo quát vào là cháy luôn, lòng cháy luôn. Báo động đỏ luôn. Thổi ra lửa. Mắm cua đây, ăn mắm cua đây. À, mắm cua cái đấy là lâu chín rồi Tùng. Dạ, nó chín rồi. Hay nhỉ? Dạ, nó mắm cua đâu. Đấy mắm cua này ăn. Cứ để em ăn. Bất nhiên là mình đỡ trong mũ lạnh nên lúc nào cũng có. Cái rau này tên là rau gì Tùng nhỉ? Rau rừng. Nó vẫn có tên từ Tây Nguyên về đây. Từ Tây Nguyên về đây nó vẫn tên là rau rừng. Tưởng rau nhít hay rau zip gì quên rồi. Có thơm thơm ấy. Chỉ có tên là rau rừng. Nó như kiểu cái rau của tôi cứ gọi là rau đắng. Cháu nó này lớp 4 này nhỉ? Cầm bấm cua ngon. Dạ lớp 4 hả? Con nhanh. Cua ngon luôn. Canh cua này nấu theo kiểu miền Tây. Đây, hơi ngọt. Đây là cây ché mà khi anh em mình ăn mà chưa biết. Đấy, bóc kiểu gì? Làm đây bóc trực tiếp ăn luôn nhá. Em bóc luôn đi. Bên làm chứ. Ăn trực tiếp luôn. Ông đưa tôi mấy ông đưa tôi cọng rơm này. Chè xì dầu. Ở đây vẫn ăn tương. Bánh. Cái này buổi sáng mọi lần chung biếu cho bố anh ấy là bố anh về nhà là ăn sáng là bố anh một cây ché này là chấm với nước tương. Cái này thời gian nó để được bao lâu? Kéo em. Kéo em. Tức là họ làm công thức như kiểu nem chua. Thế à? Cái này em cho anh mà hai chén mà xì dầu. Có nghĩa là để lâu thì cũng được. Tùy theo là mình mua về, ví dụ mình mua về ngoài Bắc là 10 ngày mình ăn hay là 3 ngày hay là 5 ngày thì họ sẽ lấy cho mình cái kiểu như thế. Lấy ra cái kéo đi. Ăn dùng cái bóp thôi. Ở đây cơ anh với cơm. Cái này mình nãy mình chưa dùng ăn. Anh em mình. Cái nào? Cái món gì? Bông tuyết đi à? Dạ. À. Anh Sự cho em xin mảnh bánh mì nào. Đây đây. Đây là món bông tuyết. Test thử cái. Chấm bánh mì luôn à? Đây à? Quên luôn đây à? Dạ mình lấy cái thìa múc vô cái máy à. À đây. Cái muỗng em có nhiều gạch cua ấy. À. Ừ. Phải làm từ cái đấy không? Dạ, dư để nước sốt. Đây à? Ngậy đấy. Nghe ông Hữu dị ứng là cẩn thận cái này. Thế này là nhiều gạch cua nhá. Gạch cua này đấy. Đây giờ mình xử cái đùng cái tí rơm này. Bông tuyết này là từ gạch cua. À cắt cái đấy à, như thế à. Cái này trên này ở đây nó làm bằng rơm nhỉ? Dạ. Phía trong này nó có đã ói ăn. À. Mẹ chịu nhiều cho nhiều. À như thế rồi à? Dạ như thế này thôi. Có người ta là trộn thích á. Thích thì mình trộn anh với lại đâu sống. Mình thử ăn trực tiếp đi.
Cái này hình như có phải cái thời Tây Sơn mà các cụ là hay mang cái này theo rồi. Không phải đâu, phải đâu. Hay là mới. Cái này là mà đem theo là bánh tráng á. À, đem theo là bánh tráng. Cái này làm gì mà ấy là ói luôn. Thời đấy lấy đâu ra thịt mà ông bảo mang theo cái này. Bánh tráng là hương thực. Nhiều khi biết đâu là cũng là có mang theo bánh hương khô quen. Mang theo bánh tráng để cuốn được các loại ăn. Suy đoán. Đúng không? Bánh tráng để cuốn các thứ ăn. Bánh tráng là làm thành hương khô này. Bánh tráng. Cái này ở quê mình mà theo có mấy được. Món này món gì đây em? Cái chỉnh nướng à? Thế đặt tạm lên đây cho anh. Cái cá chưa dùng đến này. Chia luôn đi. Ông chia luôn mỗi người miếng đi xong bỏ. Đây là món mới này. Tôi làm luôn miếng. Chia nhá. Chia mỗi người miếng đi. Anh là làng Tây Nguyên. Anh Sự, bác sĩ Dù ăn đi. Cu ăn cá nướng được không con? Con ăn được cá nướng nhất. Giỏi. Ui. Chỗ này làm khéo nhờ, vừa đủ thôi. Cá ngon đấy. Đang nóng đúng không ạ? Ăn đi quán. Đang nóng. Cá giòn như kiểu ăn đấy. Giòn thật. Nhờ. Béo đấy. Ông ăn cái này ông nhớ đến con cá mà trên cái hồ đó, gì nhỉ? Trên hồ Trị An. Cá chặt gì nhỉ? Chặt chấu. Cái này nướng ăn liền ngon. Ngon. Đây đó là. Nướng ngon đó. Nóng ngon. Anh vừa nhớ ở anh vừa nhớ anh ngon hết cá này cái hôm đó. Quảng Bình đâu? Có Quảng Bình. À, chỗ Phong Nha buổi tối. Buổi tối đấy. À loại này đây à? Đúng rồi nhỉ. Trình chuối. Béo. Món chóe được chưa? Được em. Đâu dễ thôi anh. Ăn đây rồi không có đây gì. Đây anh em. Dạ. Cái món này nó gần như kiểu là cái lá ủi này ăn được không? Cái lá ủi này nếu mà mình ăn được chát thì vẫn ăn được. Thế thôi. Dạ. Bỏ qua. Mình canh ăn. Ăn cả tỏi vào luôn á? Đúng rồi, ai ăn được tỏi là ăn tỏi. Mình canh luôn chung. Thằng vắt chanh rồi. Không cần đâu, nhiều người không ăn chua được. Ngon đấy. Chấm với nước xì dầu cũng được. Chấm xì dầu quá nè. Thế à? Dạ. Cái này là làm bằng mặt lợn đi chứ đúng không? Cái này là làm bằng tai lợn. Nguyên tai luôn. Tai. Cái này là họ có bóp riềng này. Riềng rồi tiêu. Tiêu. Có cái vừng nữa. Vừng. Cái thơm thơm cái vừng ấy. Nói chung mạnh cái vị riềng á. Dạ. Riềng thì chín. Hạt tiêu ngon á. Thơm. Nó hơi chua chua nhẹ nhẹ rồi mà ăn rất là thơm. Không, nếu mà mình bóp gói á, mình bóp gói là mới nảy thêm chanh thôi. Không, anh thích ăn này nó vừa anh rồi. Anh nói thật là anh thích ăn như thế này hơn bóp gói vì là em cũng thích như thế này hơn. Mình được thưởng thức như là bóp gói kiểu gì? Hôm anh em mình ăn ở cơm nhà 1989 ấy, là mình có được ăn cái bóp gói rồi. Mấy anh em ăn đi không hết giờ. Ăn đi không hết anh Sư anh. Món này là uống bia là hợp lý với nhậu rồi. Rồi, vô đi. Món này cũng đầu tiên vô. Về trước đi kịp gắp. Rồi, về trước gắp. Bác đã tới rồi. Trận này đứa khác rồi. Anh Gia, làm chai chứ. Uống nước suối thôi. Uống nước suối. Uống nước suối. Uống nước suối. Anh già làng nếu mà uống nhiều nhất ấy, là cái hôm mà mình gặp là ăn ở nhà anh gì nhỉ? Anh Truyền. À, hôm ấy tự nhiên bốc ấy nhỉ, chuẩn bị về nhà gặp vợ phát. Hôm sau là về Tây Nguyên. Uống liên tội. Không quay lèng, uống liên tục luôn. Không đỡ được. Mời liên tục luôn. Chiều nay mình vừa trắng luôn ăn hết các anh ơi. Anh sáng mai. Một tùy theo bữa theo tùy theo lúc rồi. Cảm hứng em uống nhiều. Cảm hứng à? Bây giờ anh về đây mấy ngày rồi? Về từ hôm cuối tháng trước nhưng mà vẫn nhiều việc lắm, liên tục việc nên là mới hát đi cái cao mà. Cảm ơn. Đấy chơi luôn cả mấy lên này anh ra làng em làm cho anh tí nè. Ngon lắm. Ngon.
nhấc người luôn. Nó dễ ăn, nó à, xì dầu đây, xì dầu đây. Làm con tôm luôn. Đâu không phải bột tạt đâu. Là nhấc nó bắt được. Không có bắt được. Này là muối xanh à. Muối xanh. Muối xanh. Chua chua ngọt. Ngon. Ngon. Đây là muối đắng. Đúng không? Ngon. Ngon đấy. Mình là vẫn khoái món ché. Uống bia hả? Đó là làm từ ớt mà nó sang làm từ lá. Ở đây này nhá, múc ra con tay này. Bông tiết đây, tôm bông tiết đây. Hôm nay bóc vỏ rồi hay sao nhỉ? Chưa. Chưa. Nhưng mà tôm tôi thích ăn tôm đấy, cả ăn à? Cả vỏ luôn. Bỏ luôn mà bỏ ăn đầu như. Xong này. Mời hai anh em mình uống riêng chén nào. Đầu hôm quen cốc rồi. Đang chủ nhà hàng. Yeah. Em gì nhỉ? Nên Tùng anh. Tùng dạ. Anh Thắng. Anh em mình ngồi nước lặng nha. Xe ăn luôn. Đấy, thấy chưa? Cảm ơn nha. Dạ, dạ nắng. Tôm mình. Tôm bông tuyết. Tao xuống ở dưới đã trời mấy gì người anh? Hả? Tao ăn trời dưới đã mấy gì người? Đi ăn ở chỗ Bảo Tơ Ông Minh ấy. Rồi bọn anh nghỉ về. Mọt gì ăn? Ừ. Ừ, cái bông tuyết này ăn lạ lạ nhỉ? Ngon mà, bằng cua mà. Đây là cá, cá bớp. Cá mà ông Tú cũng thích này. Cá này là măng chiên, rán á. Mình thích là kho và nấu canh chua, cá bớp. Chiên thì chưa ăn thử, chỉ ăn thử. Được cái là ăn cá nó không béo. Nên là anh em cũng bù thoải mái. Béo nhất là tôm rồi. Tôm đâu có béo. Ừ. Tôm. Tự nhiên ăn. Đấy. Tôm nhiều đang... canxi. Tự nhiên mà. À. Tốt cho xương. Dịch bụng là cái lẩu này nó tên á. Ừ. Nó tăng. Nên là hết cái món rồi là cảm nhận được. Em điều khiển luôn đi. Ừ. Lẩu đúng vào đây à? Hay cái này cái gì? Trần ăn. Trần nó không nghĩ ăn. Cái này là, à tí nó đúng cá trình vào à? Dạ, cá trình nó lên lên giang mà. Cái gì bây giờ? Em cho xử lý đi. Bây giờ cho đó, em mở cái này lên. Dạ. Cho trình vào. Xử lý hết đi em, tại vì nó nhiều đồ lắm. Ừ. Thắng ra ruộng luôn, nhìn đây kìa. Ờ, người ta đang cầm đấy à? Đây người ta gọi là chanh bờ hồ. Thắng ra ruộng. Anh biết chanh bờ hồ như nào không? Chanh bờ hồ không phải anh em nghĩ đây là vẽ cái bức tranh ở bên bờ hồ. Hiểu không? Có nghĩa là những cái tranh mà nó không có chiều sâu về nghệ thuật. Ừ. Đấy, có lẽ là đơn giản túc tát nhanh qua thôi. Rồi chanh bờ hồ. Có thể là những cái tranh bờ hồ ấy là tả về thiên nhiên, trời xanh mây trắng nắng hồng. Những cái người mà đi không học họa hay không qua trường lớp gì thì nhìn những cái này là rất là đẹp. À, đẹp mê ly luôn. Thằng này nó vẽ giống hết trâu ra trâu, trâu bốn chân luôn, già bốn chân. Đấy là vẽ rất là giống. Trời xanh mây trắng nắng vàng luôn, à, rất là đẹp. Nhưng mà nó không có chiều sâu về nghệ thuật thì gọi là tranh bờ hồ. Đấy, mình biết tí về tranh nên là nói cho anh em biết, nếu có sai thì các bác thông cảm. Cái gì anh? Bông bí hả? Đó, bông bí này nó có... Khắc cái gì hoa? À. Cái từ hoa đó hả? Hoa đang nở. Hoa đang nở anh ạ. À? Đang nở mình sơi luôn đó. Hoa này mình sơi luôn. Hoa này mình sơi luôn. Đây, chờ món cá trình rúng mẻ nữa. Rồi là ăn lẩu lăn luôn. Đấy. Lăn luôn hay là nắp luôn hay chứ? Lên luôn cho. Lẩu hoàng đế à? Cung đình. Cung đình. Cung hủ. Cá này, mực này, hải sản này, hàu à. Cua rồi. Món này mình cũng thường dùng nấu ăn cả với nước á. Nước kia vậy nó nấu thì nó nào. Ừ. Còn món này là sáng.
quan trọng là cái nước. Đấy. Mâm ruột đây cũng đẹp sáng à anh gì à? Mâm ruột đây này. Ê, anh chấm vào cái đó. Chấm cái kè này anh. Ừ. À, cà chấm nóng mắm ruột à? Yeah. Đấy. Cái món cà thì mình chịu. Cái cà sống luôn nhá. À, sống luôn. Chấm với cái đúng ấy, tôi cà sống tôi nhai luôn. À. Mình vào tôi thử cái nào. Anh bữa cơm anh ạ. À? Chấm cái món này à? Mắm ruột. Ruột à? Mùi miếng gì không? Ruột cá ngừ. Tôi chảo cái này họ nấu chín rồi. Ngon. Người hướng mà. Ừ, thơm. Nấu chín rồi. Đấy, mình gom lại mình đây luôn mà. Ừ. Ăn như mắm á. Uống bát canh không? Wow. Ê. Nói chung cái đấy là phải biết, biết ăn đúng không? Cái mới em. Quên. Anh có một cám ham ham. Cho anh cái này nhé. Tôi làm miếng trứng vào. Quá. Ăn như ăn mắm thật. Chấm sâu ạ. Ừ, ngon không? Có thể chú hợp với cả mắm. Đúng rồi, người nào ăn được thì ngay kể cả mắm tôm. Ông chấm được không? Không, tôi không giỏi ăn các loại mắm. Ừ. Mắm tôm là ông không ăn. Chấm nhiều vô anh kìa. Chấm sâu vào anh. Anh ra làng thì chắc là hợp. Anh ra làng thích mà. Anh ra làng, anh ra làng thì chỉ sợ mỗi ăn đấy thôi. Ăn mắm tôm là chạm tôm này. Mình ăn gọn thì thôi, có sao đâu nhỉ? Nhưng mà đợt này thì anh già làng dâu thì cũng cắt đi rồi, đẹp rồi. Cắt bớt rồi. Do da mỏng quá. Thực ra là dâu của anh già làng không nhiều như của Tất Thắng đâu. Nhưng mà anh già làng anh để dâu. Nhưng mà nếu mà anh già làng mà cạo hết đi thì lại không đẹp. Nhìn cũng đẹp, ừ. Để dâu mới đẹp. Riêng mặt anh già làng là phải có một tí dâu. Anh ra làng để dâu rất hợp. Anh mà để dài ra là anh quặp vào đây, dâu quặp. Như cái bộ hộp đầu gặp ấy, dâu dài nhiều ấy. Dâu là người ta phải nghênh lên như này. Nhà anh nhà kéo râu lên rừng khí chạy mất. Để thấy nó thân thiện hơn đúng không? Thân thiện với thiên nhiên hơn. Đúng rồi. Lâu lâu nuôi tóc dài cũng để kiểu nhiều lúc ấy. Bí bí bán tí. Bán được không nhỉ? Nó mua tóc gái đi chứ nhỉ? Có mua tóc nam không? Anh già tóc dài lưng nhỉ? Có bán không? Nào có mua không? Gì? Không thấy bán không? Có. Cắt để nhà. Chứ không bán được. Thường thì mua tóc thì là ấy mà, mua tóc tóc nữ thôi mà. Thôi tự nhiên đi nói chuyện này. Ủa nó sủi lên hay nhỉ? Cắn chân á, chân muối. Ông bà riêng nhá, tôi mách cho ông một lần sau. Nếu mà ông cho hai miếng vào thì uống còn lâu mới say. Không có hiện tượng gì của bia nữa. Ga nó bay hết đi luôn. Tại sao nó sủi lên nhiều đấy? Tí nó hết sạch ga luôn. Rồi thôi, bà người này đi chú nhé, bà người làm ngoài trong trong thôi chứ. Rồi bữa nay mà đấy. Nó bụng ông làm gì to lắm đâu. Không, bình thường mà. Tôi vẫn phải giữ. Chỉ biết chống thôi mà. Bạn mơ quân sự thôi mà. Em rất mời anh Khánh. Mời em nhá. Cảm ơn em nhá. Đợt này vào Bình Định là anh em là thoải mái tẹt ga. Ăn uống là các món luôn đặc sản. Ngày nào cũng... Nhưng mà đôi khi thì nó cũng phải lúc này thế này như thế kia các bác ạ. Trong video thì các bác nhiều lúc các bác lại bảo là Thắng dạo này ăn nhiều quá không thấy đi làm. Nhiều lúc là các bác là cũng phải có thời gian thế này thế kia một chút. Đó. Xả chết. Gặp anh em bạn bè cũng phải ngồi với nhau chút. Mình mà suốt ngày đi làm mà không có thời gian nghỉ thì bệnh luôn. Thật. Người nó cũng phải được xả tí chép đi. Phải được tái tạo năng lượng làm việc. Thế nên là đôi khi các bác xem như này là
cũng là một phần ẩm thực, cũng là một cái mà không thể thiếu trong du lịch cũng như là trong đời sống văn hóa con người của Việt Nam chúng ta và trên thế giới. Đó. Nên là đi đến đâu rồi các bác cũng mong được ăn một miếng ngon, được biết đến đặc sản. Qua kênh của Đất Thắng thì các bác nào ở ngoài Bắc này ít biết đến bánh hỏi này, chóe này, lẩu cung đình này, còn mắm rất nhiều đúng không? Mắm ruột này, mắm cua này, rồi các món rất nhiều. Nên là ở ngoài mình thì chỉ có cứ bột canh này, chẩm chéo này, nước mắm này chỉ chấm thế thôi. Đây họ làm rất nhiều cái nước chấm rất là đặc biệt. Và cá kho ở mình thì là ngoài mình là cứ phải giềng với cả chè này, xong là cho vào ninh dừ đi, mục với cả xương ra, ăn với cả xương. Như đây họ kho lại khác. Kho đây chỉ khoảng 30 phút thôi. Làm tắt cá bớt nhiều khi như Tú thì là rất là sợ bỏ phí đồ ăn cho nên là ăn hơi nhiệt tình. Đấy. Nhiều khi nhiều người thì bảo thằng này nó ăn tham, nhưng mà không phải, mình ăn là đôi khi đi vào nhà khán giả người ta nấu một bữa cơm đấy, người ta rất là tâm huyết để chào đón anh em đến, nên là mình cũng phải là ăn nhiệt tình để cho cái người chào đón mình đến là người ta vui hoan hỉ. Còn ăn thì mình béo ra rất là sợ béo. Mình thì được cái là ăn mãi mà không tăng cân. Từ hôm đấy đến giờ là cân nặng vẫn lại như vậy. Có hôm giờ bảo là tưởng lên 2 cân nhưng mà là cái hôm sau là Thắng lại điều hòa sức khỏe ngay. Chăm thể dục 70 cân. Sáng nào mình cũng thể dục chạy 5 cây số đến 10 cây số. Tối thì lại không có thời gian, bây giờ dựng phim hơi muộn rồi bắt đầu là dậy cũng sớm nữa là không có thời gian ngủ hả? Không có thời gian để ngủ. Như đúng là có cameraman ấy tiện về là về ngủ được. Bạn Tú là bạn ấy là 5 trong 1 đấy, nhiều việc lúc dựng phim này, quay phim này, âm thanh này, ánh sáng này, rồi là làm diễn viên này, lái xe này, lên kế hoạch này. Lên kế hoạch rồi đạo diễn này, dàn dựng này, là một mình là cân tất cả thế giới. Hôm nào anh Dương thấy buồn buồn hỏi anh có bị vợ mắng hay không? Như Thắng thì là quay dựng là có người rồi này, lái xe cũng có người rồi, Thắng là cứ ăn no ngủ kỹ. Bây giờ đi ở nhà quê mình cũng kiếm cameraman khó. Hay cua đợt này nghỉ hè đi đi ông bác. Đi với bác Tú nhé. Quay phim. Đi quay phim thì bác Tú. Đi là người ta bảo bóc lột sức lao động. Ở nhà có con trai rồi bác quay hơi giỏi luôn rồi chưa cho đi. Biết làm kênh YouTube luôn rồi. Các cháu bây giờ là cứ tuổi ăn tuổi lớn. Ăn tốt, vui vẻ là được. Thằng cô nhé. Ngày mai đi cho đi Hội An chơi rồi. Mai đi Hội An. Nhưng mà đợt này nó đi ra Hà Giang cho nó đi chứ. Sáng mốt, sáng mốt mới đi. Hả? Dạ, có. Nếu mà đi là đi. Dạ. Anh thì sáng mốt em đi ra đây Hội An rồi. Thằng cô nhé, 4 tuổi đã biết quay TikTok rồi. Nhưng mà trẻ con giờ tiếp cận với cả mạng xã hội thì nó nhanh. Nhưng mà nó phải có chọn lọc. Đấy. Giống như xem các kênh kể cả xem YouTube cũng thế. Được. Cũng phải là cách chọn lọc. Xem mà nó sáo rỗng quá cũng sợ, cũng nguy hiểm. Thế nên là tại sao là những cái có những lúc mà YouTube người ta sàng lọc những cái kênh ấy, loại rồi là xóa bỏ hẳn luôn, mất sáng sau là mất kênh luôn, là chính là vì vậy. Thế nên là lúc nào anh em cũng muốn là làm như nào mà truyền tải được những cái giá trị nhân văn, rồi là những cái mà mọi người xem có thể cảm thấy nó là cần thiết trong cuộc sống. Nhưng mà cái mà nó không có liên quan đến cái giá trị nhân văn mà chỉ làm đến hại đời sống con người, mà đưa con người ta đến một cái gì đó nó dạng như kiểu tiêu cực là thôi nên bỏ. Ví dụ như bạn này, bạn ấy làm một cái mâm cơm rất là tâm huyết để đón anh em Tất Thắng như này, và nó như này là nó phải đòi hỏi rất nhiều. Trong một cái thời gian bạn ấy suy nghĩ cùng với cả đầu bếp để làm một những cái món ăn, thì đó cũng là một cái giá trị nhân văn. Và đây nó cũng là những cái ẩm thực của những cái vùng miền quê tại cái khu vực này đó. Chứ còn đâu có phải là cứ tôm hùm dựng lên to đoành là xong là cầm cả con bụp hay là cầm cái này cái kia ăn là ấy đâu. Nhưng mà trong video thì các bác cũng thấy rằng là đôi khi là nó hơi bị cường điệu hóa quá. Nhưng mà mình làm như nào mà nó chân thiện mỹ nhất
để cho anh em gọi là người xem người ta thấy nó phù hợp. Còn Thắng thì cũng không phải là chuyên về review về ẩm thực, nhưng mà có ẩm thực cũng review được, gọi là không phải là chuyên sâu. Có những kênh người ta chuyên sâu, ví dụ như kênh của anh Hải này, rồi kênh của Phạm Dũng này, là những người bạn của Tất Thắng rất là chuyên sâu về những cái việc đó, người ta chuyên về ẩm thực đó. Họ chỉ hơi hướng một chút về những cái ngoài thôi, còn như Thắng thì lại một cái khác. Bạn Tú cũng vậy, chuyên giới thiệu về những cung đường, những cái chiếc xe đẹp, rồi là những cái vùng đất mới theo phong cách của bạn Tú. Già làng cũng vậy, hơi hướng về Tây Nguyên, nhưng mà đôi khi thì cũng phải thay đổi con người, thay đổi mới. Ăn mãi một bát phở thì cũng phải ăn sang một bát cơm, đúng không? Ông cho ăn 100 ngày thì tôi ăn vẫn cứ như này thì tôi cũng chịu chết, ông đúng không? Nhà hàng đúng không? Đấy, không chịu nổi. Là đâu có phải cứ như này ngày nào dâng lên đấy, đúng không? Rồi. Nâng lên. Rồi. À, anh em ơi! Huy ba! Huy ba! Huy ba! Ủa sao thấy yếu vậy? Thôi nhiều quá. Ở đây giờ bữa trưa nên mình uống bữa trưa cho hàng xóm còn ngủ. Anh em cứ hồ thế là ta tỉnh dậy chết. Trên đồng. Dạ. Cái đồng. Đồng có cái trình đâu. Xong. Cá trình hình như là có cái loại cá mà còn phát ra điện đấy nữa đúng không? Ờ, cũng nghe nói đấy mà. Nó cá trình điện đấy ạ. Trình điện à? Vâng. Giật cá những cái con cá nhỏ hơn mà đúng không? Đúng rồi, nó có cả trình bông này. Mẻ này thì nói đến mẻ thì là đặc trưng của người Tày, gần như là 10 món như một đều liên quan đến mẻ người Tày ấy. Tí còn ăn những cái món này, món này nhiều mang ăn được. Ngon đấy, đồ ngon. Bạn làm nhà hàng, bạn nhà hàng mở lâu chưa? Dạ, được 5 tháng rồi. 5 tháng rồi à? Dạ. À. Giờ mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, từ 10 giờ sáng đến 10 đêm ăn. 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Dạ. Sức chứa của nhà hàng mình là bao nhiêu mâm? Bao nhiêu người? 250 người. Dạ. Thế là bằng nửa nhà hàng của Tất Thắng. Nhà hàng của Thắng là 450 người. Em, chờ cái này vô, vô luôn, nó chín vô bàn cái. Cái này giống như nồi nấu bún bò Huế. Không, cái này là cho biết là Mông Cổ được đấy. Mông Cổ. Lẩu bò Mông Cổ. Ồ, cái lẩu này là nó có nguyên cái mút luôn à. Đấy. Cho khung vào đấy luôn cho nó ngọt. Ờ, đấy cái bộ ruột kia để tí gan con này mới ngon. Đấy, cho bộ ruột con này ngon này. Ôi trời ơi, quá đỉnh cao. Đấy. Đấy, tí nữa cho anh già làng bộ gan, cho to gan, tối ăn ớt đỡ sợ ai. Đấy, tôm hùm đấy. Xách cái dâu luôn. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Đầy quá chung, để tí gắp hết lại bỏ. Em nổ quá. Chỉnh được rồi, anh già làng, anh sư. Vào việc đi anh. Vào việc luôn. Ngon lắm, đây. Tú, làm miếng đi anh. À bạn. anh đây là trình đấy. Ui, giòn lắm. Giòn đấy nhở, cá là giòn đấy. Giòn không? Thế à? Ăn như dạ dày ấy. Cũng bình. Cái này là rất là vừa phải, miếng vừa phải, không bị to. Nên là mình cũng sẽ ăn cả lá rang trong này. Ờ, ngon lắm. Hữu ăn măng không? Dạ có. Cực giòn luôn. Ok. Trung, đúng rồi, nướng ăn ngon rồi, bây giờ rúng mẻ còn ngon nữa. Gắp được luôn. Thế được rồi. Rồi, Trung. Được rồi. Em phải làm tí mắm mặn nữa là mua đẻ. Đây, cơm canh đấy, rất ngon.
chua. Bát thịt thì ngon này. Nó dai nhỉ? Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon được. Bây giờ là đến món lẩu của cung đình. Ngon đấy, toàn món ngon. Đấy. Lẩu cung đình nhá. Tùng, đấy ngồi gần đấy múc hộ anh ấy. Đây, làm tí lẩu cung đình đây. Cái món này là món ăn cuối cùng cả trong bữa đại tiệc này. Đấy. Cá mú này. Tôm hùm này. Con hàu rồi đúng không? Đấy. Con hàu. Ơ hành thì không ăn. Không sao, cứ múc vào đấy tí bỏ ra. Cho con hàu vào nữa cho nó ấy. Căng. Như hàu nó lạnh quá đã dương. Tôm hùm không không không. Cho cua. Tí đấy cho con cò. Mình cái đấy thì cũng gẹ gẹ thôi thôi được rồi bằng cái đó còn cho anh em khác đi được rồi đừng 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 mới nữa rồi. Cảm ơn rất nhiều rồi, cho tí nước nữa đấy. Đấy. Cho bạn Tú con gẹ đấy sáng ngon đấy rồi. Bồi bổ sức khỏe ấy. Nhà thế nào mình con tôm tôm cho con cò. Con kia này nó cắp cho mình cái con hàu và chân cho luôn. Cho cò cò đấy. Ăn tôm. Tối nay thi đấu thật thôi. Cho to gan đỡ sợ ai. Quá. Cho anh tí nước ạ. Cho anh thử. Cho anh cua đi. Nước cho anh sự cua. Cho anh tí nước. Đấy đúng rồi. Được rồi. Ờ đây đây đó, này cho cái này ạ. Đó đó đang nút cái này. Cho cua miếng ăn miếng tôm đấy đi cho cua. Cho miếng tôm hùm đi. Đây 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 xong rồi ăn uống cho nó thoải mái. Rồi, mời các anh ăn. Rồi, trong video Thắng các bác cũng đã thấy rồi, anh em Thắng từ trên thành phố Quy Nhơn xuống đây. Bữa trưa nay thì Thắng rất là vui khi được ngồi cùng với cả bạn Trung, bạn của Tú. Rất mong rằng trong cái thời gian tới bạn Trung sẽ bố trí thời gian ra Bắc chơi cùng với cả anh em Tất Thắng cũng như với cả bạn Tùng chủ quán và cho anh em Tất Thắng một bữa cơm phải nói rằng là rất là tuyệt vời, rất nhiều những cái đặc sản tại quê hương Bình Định. Qua đây Thắng gửi lời cảm ơn đến bạn Trung và bạn Tùng và cuối cùng Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bác nha.